các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi trên rừng, đây trên rừng. Dặm đây, trên rừng này có những cây lim rất chi là lâu năm. Nên đây để tìm nấm linh chi hàng trăm năm tuổi nhá. Ở đây không có nấm nghìn năm tuổi đâu, mình có nấm linh chi hàng trăm năm tuổi ạ. Hôm nay mình sẽ đi tìm nấm. Nấm này chữa được rất chi là nhiều bệnh. Uống vào rất chi là tốt. Người ta bảo là chữa được bệnh ung thư ấy, nhưng mình cũng không biết được. Hôm nay mình sẽ lên rừng lim này để kiếm nấm. Trời bây giờ đang là khoảng 2 giờ chiều nhá. Nhưng ở rừng này cây nó to nên là có vẻ như rất u ám, rất âm u. Đây, đây xin giới thiệu với các bạn, đây chính là rừng lim xanh. Rừng lim này chắc là cũng đến mấy chục năm tuổi rồi. Đây, đây chính là những cây lim xanh. Cây lim xanh thì những cây rễ của nó và những cành khô nó sẽ rụng, nó sẽ ra nấm linh chi. Mình cũng không vừa thôi, rất chi là nhiều. Mình sẽ đi nấm lim. Đây, cái lim xanh này, gỗ của nó cực kỳ quý hiếm nha các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn rất chi là nhiều. Giờ mình bắt đầu đi tìm nấm. Để tìm nấm lim này, nấm linh chi này rất chi là khó ạ. Tìm những gốc cây nó chết, sao mình bới ra. Đây, ví dụ những gốc này là hai con nấm này. Mình xem, mình sẽ xem nấm thì hôm nay có may mắn tìm được cái nào không. À, đây dưới những tán cây to này thì độ ẩm nó cao thì nó mới có nấm. Hiện tại nấm lim xanh này đang được bán với giá là từ 5 đến 8 triệu đồng một cân nhé. Tìm cũng một vài trái là rất khó. À, đây mình kiếm một cái hơi muốn rất chỉ là ít. À, cái này đây, đây là cái nấm con này mọc từ chân nó ra. Tối lắm rồi ạ. Đây, mình kiếm nó có cái này dài không? Rất là hay có. Có lẽ hôm nay không gặp may rồi. Thổi đâu các bạn ạ. Ở rừng này rất chi là tối. Phải đi vào buổi trưa nắng mới sáng được. Vì cây ở đây rất là to, không có cái nào. Người ta cũng có nhiều người đến đây tìm và lấy. Đây chúng tôi nhìn rất là to các bạn. Đây là chỗ cây to này. Cái này cũng mấy chục năm tuổi rồi đấy. Tối lắm. Cây rất chi là cao, rất là rộng. Ôi, lắm muỗi đốt lắm. Hôm sau mình sẽ đi tìm. Ôi,
xin chào các bạn nhé. Hôm sau mình sẽ đi tìm, hôm nay cuộc đi tìm nấu của mình đã bị thất bại, không thấy cái nào. Đây cây của nó đã sần sùi ra, rất là sần sùi. Thôi những chỗ sần sùi làm những bộ bàn ghế là rất chi là đẹp đấy. Xin chào các bạn.